Xin chào các bạn. Hôm nay Hùng sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm các bạn làm một cái bảng led. Led ruồi. Nhưng mà viền thì chúng ta sẽ sử dụng viền led siêu sáng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái ô vuông. Trước tiên vẽ một cái ô nội dung thì khách hàng đưa thì các bạn copy qua đưa qua ha. Ngang của cái bảng led của chúng ta là 105, cao lên 105. Rồi, nội dung ở đây. Nội dung thì các bạn copy khách hàng ra, người ta sẽ gửi cho các bạn thì các bạn copy dán qua thôi. Nền alu, các bạn chọn alu 0.10. Đen bóng mà, đen mà bóng thì khi mà chúng ta sử dụng cái màu đen bóng á là nó dạ cái ánh sáng lên. Khi mình chạy cái đèn á là ánh sáng nó sẽ hắt xuống dưới cái nền á, nó dồn ngược lên lại. Thì rất là đẹp. Chứ còn các bạn xài đen đen mờ thì nó sẽ hút hết cái ánh sáng của cái đèn á, thì nó không đẹp bằng cái đen bóng. Đó, đó là cái kinh nghiệm mình chia sẻ thôi. Còn một số bạn sở thích của các bạn thì các bạn tùy theo để sử dụng thôi. Rồi, đây là cái chữ trên này. Có hai phương án, một là chúng ta sẽ chạy theo viền. Nếu mà có phần mềm ECOS thì các bạn sử dụng để mà chạy bo luôn, nó tự động tính. Còn mình không có thì chúng ta sử dụng Corel, mà thường thì sử dụng Corel nó tốt hơn, mình quen xài rồi. Phần mềm ECOS thì chúng ta sẽ nhanh nhưng mà phải trả phí, mà cũng không theo cái ý của mình nữa. Còn mình làm Corel thì mình có thể mình tính toán theo ý của chúng ta được. Cái con bóng của ta chúng ta là 5 ly thì chúng ta sử dụng là 0.48 ly. Khi máy sẽ cắt là 0.48 là chúng ta nhắc vô là vừa. 0.47 thì nó hơi chật thì có chúng ta khó nhắc vô hơn. Đây. Các bạn copy một cái. Copy một vài cái để sẵn ha, để chúng ta đi. Rồi, bây giờ cái nền các bạn cho nền đen. Shift down đưa xuống dưới cùng. Rồi chúng ta bắt đầu chạy led. Chọn effect, chọn blend. Cái chỗ mà bát á, các bạn chọn vô bát, new bát. Chọn vô cái ngọc gì ha. Này, các bạn chọn blend along full bát với lại rotate on offset. Chọn cái này là 600. Rồi, cái con bóng nó sẽ đổ đều xung quanh cho các bạn này. Muốn đổi màu, các bạn chọn cái phần đây, đổi màu. Đó. Đổi màu gì thì các bạn cứ cần chọn hai con đầu con cuối là các bạn đổ màu này, thấy không? Muốn đổi màu gì cũng được, đó là chọn con đầu con cuối thôi. Cứ quét chọn hết trừ nó ra, cứ quét chọn về là nó sẽ lấy con đầu con cuối của cái dải blend này. Rồi. Còn phần thứ hai ta chúng ta cũng đổ tương tự như cái phần thứ nhất thôi. Cũng chọn 500 thì chúng ta tính khoảng khoảng thôi, chúng ta đổ vô sau miễn full chữ là được. Vâng, thứ ba cũng vậy, cũng đơn giản vậy thôi. Thưa quá các bạn tăng lên. Mà dày quá thì các bạn giảm lại, nó tùy thôi. Đây là cái cách chúng ta đổ full viền. Còn một cái cách nữa là chúng ta sẽ đi đi một nét. Ví dụ mà ít quá thì chúng ta đi một nét. Cái lượng tiền mà khách hàng kêu yêu cầu làm thấp thì chúng ta đi ít bóng lại thì cái lượng tiền nó bóng nó giảm lại thì ít tiền lại. Cái chữ lớn này bắt buộc là phải đi hai nét ha. Rồi. Đó, đó là cái phần trăm phần trăm chúng ta đã đi xong. Phần ngoài các bạn chọn vào. Cái này gọi là contour ha. Một thôi. Cho 5 phần. 4 đi. Để trừ viền 2 phân thì còn lại 2 phân, khoảng cách giữa các bạn nhấn Ctrl K rã ra.
Đây, khi rã ra là được. Chúng ta rã ra là chạy viền. Đầu chúng ta đi một con bóng ngoài viền là hai, thường là bóng hai phân thì chúng ta cắt sẽ là 2.1. Và các bạn nhớ cái thông số nha, là led rồi là 0.48, là chưa đầy 5 ly, là chúng ta bớt ra mà mấy ly đó, chưa mấy mấy viên đó. Rồi còn cái con bóng lớn thì chúng ta là 2.1 đó. 2.1 là chúng ta đóng, có tùy cái loại bóng nữa, các bạn có thể mua cái loại bóng ra, nếu mà có các hãng khác nhau nó có thể chênh lệch nhau xíu thì các bạn cầm con bóng ra cái chỗ mà CNC người ta sẽ lấy, có cái thước cập, người ta cập chính xác luôn. Còn nếu mà các bạn không có đem ra thì đục nó to quá thì nhét nó lọt, hoặc nhỏ quá là các bạn nhét không vô, rất là ngồi khoan lại rất là cực. Rồi cái này các bạn copy một cái cũng new batch này, cho là 50 ha, còn chọn rotate đấy, nó tự động rải ra cho các bạn 60 đi. Ok, đó là phương án đầu tiên. Rồi cái phương án thứ hai, chúng ta cái phần chữ lớn thì chúng ta đi 2 nét là ok rồi, nhưng mà cái phần chữ nhỏ thì bắt buộc ngay cái phần chữ nhỏ này, các bạn người ta muốn cái tiền nó ít lại thì các bạn sẽ đi một nét. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ cái phần contour này đi, chọn vô cái này bỏ đi, cái chữ lớn này 2 nét thì bắt buộc rồi, nhưng cái chữ nhỏ thì chúng ta muốn giảm lượng bóng lại thì cứ đi nhỏ ít lại. Cái này các bạn đi thủ công thôi, chứ còn cái này họ cũng không có đi máy được, một nét mà nét máy đâu có tự tính được đâu. Thì chúng ta sẽ chuyển về phông chữ bình thường, ai bôi lên chút cho dễ dễ đọc. Rồi thì cái này ta đi full trong đây. Rồi các bạn copy cái, những control R lặp lại những cái bước hồi nãy. Ok chưa? Rồi, copy qua đây. Copy thêm một cái nữa, xoay lại. Rồi. Đó. Chúng ta bỏ bớt con này. Ví dụ một chữ nào mà giống nhau á thì các bạn có thể chữ mà giống nhau các bạn copy qua, còn cái chữ nào mà khác nhau thì phải làm lại từ đầu rồi. Đó, chúng ta đi bằng tay thôi chứ còn không có cách nào cả. Này phần mềm e kết thì nó khác, còn mình không có phần mềm thì mình xài tay, tay cũng cũng dễ chứ nó không sao hết, cũng nhanh. Có thể mình contour vô mình lấy cái ruột á mình đi cũng được, nhưng mà mình nếu mà là contour vô lấy ruột cũng phải đi blend lại thì cũng thì cái này mình đi cũng xong mất tiêu rồi, thôi tay cũng được. Này là chút cái phần mở này chúng ta sẽ cắt khắc ra ha. Đó. Chúng ta khắc cái viền bằng laser, khắc cái này này bằng laser. Đó,
Đó, thì tất cả các bạn đều đi tay vậy hết, đều đi xong chỉnh lại thôi. Thì chắc mình phải ráng đi cho xong cái phần dãy bên đây rồi, còn cái phần còn lại thì các bạn tự đi giống vậy. Còn cái phần ở dưới mà blend á, có những cái con nó sẽ máy nó tự động nó nhảy thì nó không đúng, thì bắt buộc chúng ta sẽ lấy tay chúng ta chỉnh lại. Cái bóng mình dê dày hay mỏng là tùy tùy sở thích của chúng ta thôi. Đó, mình đi muốn đi dày thì mình có thể mình đi dày, mỏng cũng được. Đó, tùy sở thích của mỗi người. Có lại cái ví dụ cái bạn mình tính ca giá cao thì mình có thể mình tăng tăng cái lượng bóng lên chút xíu. Cũng tùy nữa. LED các bạn dọn LED LED loại tốt đó nha, đừng có để LED thường, mai mốt là LED thường mình bảo hành rất là cực, mà lỡ mà lỗi ra cái thì mình làm lại thì thôi, cũng như thời gian làm lại cũng bằng như mình mua mình bỏ thêm chút tiền mua bóng loại tốt. Cái gì rẻ này có thường là rẻ là nó cũng hay hay lỗi lắm. Đó, mấy cái này thì chữ Y thì copy cái này thấy qua này, copy copy này, các bạn quét từ ngoài chứ quét vô rồi copy thấy qua đây. Rồi tiếp phần này copy tiếp tiếp phần này. Thì các bạn mới học thì các bạn có thể luyện cái này cho nó cứng tay đi, mình làm từ từ nó sẽ qua thôi. Rồi copy cái nhấn Ctrl R. Đấy. Tiếp các bạn chọn cái này quét xuống. Copy qua đây. Rồi, cộng một cái trên bàn phím chúng ta sẽ lật ngược lại. Ok. Mấy con chồng lên thì các bạn bỏ đi. Ok. Rồi, dưới này các bạn thời gian rảnh các bạn có thể tự đi ha. Mình sẽ đi cái phần chính vậy thôi. Còn cái phần dưới này này các bạn coi chỗ nào nó có bị chồng mấy con này. Thế mà khi mình đục CNC nó sẽ chồng lên thì mình đi bấm không được. Thì các bạn nhấn Ctrl Q. Dã nó ra. Rồi, nhấn Ctrl Q. Rồi anh rút ra ha. Ctrl K ra. Thì rã ra. Rồi. Unwrap. Các bạn bỏ đi nè, bỏ bớt một con đi, cái chỗ nào nó chồng thì các bạn bỏ bớt một con. Rồi đây thấy không, mấy cái chỗ này chúng ta bỏ bớt một con đi là nó sẽ ok liền. Cái này cũng vậy, nhấn Ctrl K Unwrap ra. Chỗ nào mà thấy nó bị chồng lên thì các bạn bỏ đi bớt một con. Đây không? Thấy chồng không?
Rồi, vậy là ok đó. Vậy chúng ta đã hoàn thành cái phần mà làm một cái bảng LED. Cái viền thì các bạn copy cái viền bên này chạy qua thôi, không có vấn đề gì hết. Cũng như bên đây thôi. Đó, copy nó thảy qua. Bỏ lại giữa. Và đổ màu gì đó tùy sở thích. Cái viền này là 2.1 nha. Còn ở chơi cái con bóng nhất là hai con bóng rồi thì 0.48. Rồi, vậy là các bạn đã đưa đi đục CNC về. Cái phần này là lột ra, người ta sẽ cắt luôn. Cắt cái phần này giấy của cái thằng alu. Các bạn lột ra, các bạn chỉ cần xịt sơn theo màu này, vàng, trắng, xanh, đỏ và là như thế nào đó là xong. Chúng ta chỉ cần đi đèn là xong rồi. Rồi, chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống này. Bye bye các bạn.